Trung tâm y tế Tân Uyên với bệnh nhân nữ 70 tuổi suy tim toàn bộ u tuyến giáp. Xin mời trung tâm y tế Tân Uyên trình bày bệnh nhân ạ. Vâng, thưa thầy cô và toàn thể các đồng nghiệp, em xin thông báo ca bệnh vật chẩn hôm nay. Bệnh nhân nữ 70 tuổi, địa chỉ Bắc Ta, Tân Uyên, Lai Châu, ở viện hồi 16 giờ ngày 4/7/2020. Lý do viện là đau tức ngực, khó thở. Bệnh nhân này có tiền sử phát hiện là suy tim một năm nay, điều trị không thường xuyên. Bệnh sử thì khoảng 2 tuần trước ngày vào viện thì bệnh nhân xuất hiện đau tức ngực, khó thở khi đi lại, kèm theo phù nhẹ hai chân, không ho không sốt. 2 ngày gần ngày vào viện thì thấy khó thở tăng và phù tăng vào viện. Lúc vào bệnh nhân tỉnh, khó thở NIA 4, mạch 80 lần trên phút, huyết áp 150/80 mm thủy ngân, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 25 lần trên phút, SpO2 95%, phù hai chi dưới, thể trạng suy kiệt. Khám tuyến giáp to kích thước khoảng 5-6 cm, mật độ cứng chắc, di động. Khám tuần hoàn thì nghe tim thì có loạn nhịp, thông su 4/10. Có tiếng thổi thông su toàn bộ. Phổi thì nghe thì có gian ẩm hai bên. Còn các cơ quan khác thì khám thì hiện tại chưa phát hiện gì. Ở trên bọn em có làm một số xét nghiệm thì công thức máu thì không có gì thay đổi mấy so với giới hạn bình thường. Còn sinh hóa máu thì có albumin giảm, xét nghiệm ngày 15 tháng 7 thì 30 và 20 tháng 7 thì 36,9. Còn có cái điện giải thì có kali giảm, ngày 16 thì 2,95. Em có cho kali thì đến ngày 20 thì tăng lên 3,19. Có làm cái điện tim thì có ngày vào thì có rung nhĩ. Có cái siêu âm ổ bụng thì có hình ảnh dịch tự do trong ổ bụng. Siêu âm tuyến giáp thì kích thước lớn. Hình ảnh đa nhân hai kỳ tuyến giáp. Về X-quang ngực thì có hình ảnh bóng tim to toàn bộ. Hình ảnh mờ sơ hóa hai giải, giải rác hai bên phổi. Nhân này chúng em có chẩn đoán là suy tim tuyến giáp. Nội dung cần hội chẩn của chúng em là chẩn đoán và hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này. Vâng, xin cảm ơn Trung tâm Y tế Tân Uyên. Chúng ta có cái hình ảnh mà chuyển qua hệ thống không hay là chỉ có hình ảnh chuyển qua slide này thôi? Bên kỹ thuật, hình ảnh X-quang và hình ảnh siêu âm đó, có không ạ? Thì xin đẩy lên trên màn hình chính đi. Và trong lúc chờ thì xin mời tiến sĩ Lý cho ý kiến trước về cái bệnh nhân này. Vâng, em xin phép các thầy cô và anh chị. Thì bệnh nhân này về cái tiền sử thì được phát hiện suy tim một năm, bệnh nhân nữ 70 tuổi. Và huyết áp lúc vào thì có tăng huyết áp 150/90. Và bệnh nhân vào vì tình trạng phù và khó thở. Phổi hai bên thì có gian ẩm và có tim thì có nghe tim thì có ngoại tâm thu. Thế, tuy nhiên thì em sẽ xem cái hình ảnh điện tim thì anh chị đang nói là có cái rung nhĩ. Bởi vì ở đây thì quét lên nó hơi mờ nên em không nhìn rõ lắm. Kali máu thì giảm. Cho chuyển hình ảnh điện tim lên chứ. Zoom to lên ạ. Vâng, ở đây hình ảnh điện tim này là một cái hình ảnh rung nhĩ đáp ứng tần số cũng tương đối nhanh, hơn 100 chu kỳ phút. Thế thì sau xét nghiệm bi lăng lipid máu của bệnh nhân này thì bình thường, thế nhưng mà có một cái đặc điểm nổi trội là bệnh nhân này lại có một cái bướu giáp và có hiện tại thì em cũng chưa nhìn thấy cái xét nghiệm về hormone tuyến giáp và có cô Nga ở đây thì sẽ chuyên về nội tiết. Thế nhưng mà giống như cô Nga đã đề cập đến ca phía trước của hội chẩn đấy, tức là cái khả năng rất là cao thì mình phải xem xét là cái căn nguyên, cái suy tim bệnh nhân này là vấn đề gì.
một cái bóng tim X-quang rất là to như thế. Lát nữa thầy Âu sẽ phân tích tim to toàn bộ. Thì nếu mà giả sử như bệnh gốc nó là bệnh lý về tuyến giáp thì nó sẽ có rất nhiều cái vấn đề để mà cô Nga cần phân tích về nội tiết và để cái việc mà sử dụng thuốc chống loạn nhịp cho bệnh nhân. Thế thì em xin phép là mời cô Nga bình luận trước về cái tuyến giáp ạ. Vâng. Vâng, xin mời cái nguyên nhân. Cô Nga. Cảm ơn cô. Cái này thì các bạn làm siêu âm tuyến giáp thì hình ảnh tuyến giáp các bạn có làm luôn được bây giờ không? Thì bác sĩ Âu cũng sẽ xem luôn xem là tuyến giáp có giảm âm có phải cho bệnh chuyển cái hình ảnh siêu âm tuyến giáp tự miễn không? Ở trên các bạn có làm được xét nghiệm hormone tuyến giáp không? Làm được ST4 T sát không? Chưa làm được à? Thế em làm trực tiếp trên bệnh nhân đi để cho bác sĩ Âu và tôi xem cái hình ảnh tuyến giáp xem nó có cái nhân đấy là nhân như thế nào, rồi là cái tuyến giáp có phải hình ảnh tuyến giáp tự miễn hay không? Không, em làm trực tiếp đi. Có bệnh nhân đấy không? Vâng. Bệnh viện Tân Uyên có làm siêu âm trực tiếp tuyến giáp được không? Vâng. Xin chuyển trước cái hình ảnh X-quang của bệnh nhân lên. X-quang tim phổi thầy Âu cho ý kiến trong lúc chờ. Vâng. Vâng, cái báo cáo các thầy cô thì trên cái phim X-quang thì tổn thương rất rõ rồi, hình tim to toàn bộ, đặc biệt là có cả giãn cả động mạch phổi trên cái cung giữa trái này, cái động mạch phổi ta thấy cũng to lên, phồng lên rất là rõ. Thế và kích thước tim thì gần như choán hết toàn bộ lồng ngực. Thế và một cái tổn thương phổi thì nó cũng không tương xứng với cái tổn thương tim, cho nên khả năng mà tim to này do cái bệnh phổi mãn tính thì hầu như không phải, mà là nó là chỉ là cái hậu quả của tim to, thành ra nó ứ huyết tăng cái kích thước mạch máu phổi một chút thôi. Đặc biệt là trên cái phim siêu âm bụng ấy, bạn cho mình cái siêu âm bụng thì thấy toàn bộ cái tĩnh mạch gan và tĩnh mạch chủ dưới đoạn sau gan giãn rất to. Thế bệnh nhân ngoài cái chuyện suy tim toàn bộ ra thì có một cái tình trạng là bệnh gan tim rồi, nghĩa là gan bị ảnh hưởng. Đây bạn cho cái ảnh siêu âm bụng cái gan kìa, không cái ảnh phía trên, ảnh trên đó đấy, ảnh dưới, ảnh sau cái ảnh X quang ngực sau đó, thì đây là chính là cái tĩnh mạch gan giãn to, rất to. Và như vậy là các cái bệnh nhân ngoài cái chuyện suy tim thì có ảnh hưởng đến gan, và kèm theo nữa là cái dịch của bụng có dần dần đến cái bệnh toàn thể. Thế thì như bác sĩ Lý có nói, thì bây giờ chẩn đoán cái nguyên nhân tim to này gì, bệnh lý van tim hay bệnh lý cơ tim, còn phổi thì ta loại trừ rồi. Thế và cái này cũng có lâu rồi dẫn đến một cái tình trạng suy cả tim, cả dần dần kéo theo hậu quả cả gan, và cái tình trạng toàn thân là có dịch ổ bụng nữa. Thế thì còn trên cái bệnh lý của tuyến giáp thì em có để chờ xem, nhưng mà xem qua trên hình ảnh siêu âm có vẻ là một cái tổn thương lan tỏa, giảm âm lan tỏa, thì đúng hơn là một các cái tổn thương dạng nhân, hoặc là nhân trên nền một cái tổn thương lan tỏa như viêm tuyến giáp hoặc Majedo, hoặc là tí nữa ta sẽ xem có cái tăng tưới máu lan tỏa của tuyến giáp hay không. Thì nhiều khả năng bệnh nhân có một vài bệnh nó phối hợp đó, thì bây giờ phải truy xét ra cái nào là cái nguyên nhân và cái nào là cái hậu quả, thì nhờ các thầy cô bên chuyên khoa lâm sàng thì sẽ cho ý kiến thêm và cá thể hết ạ. Vâng, chúng ta đã có cái hình ảnh trước đấy, và bệnh viện Tân Uyên cũng đã gửi cái hình ảnh siêu âm tuyến giáp đó. Vâng. Em cho cái ảnh siêu âm tuyến giáp lên để tích lên. Cho về bên trước. Kỹ thuật cho đấy. Hình ảnh nữa nữa. Lên. Không, đẩy ảnh nữa. Không tiến lên hoặc xuống. Ảnh ba cái ảnh đấy đó. Đó thì như em phân tích thì đây là toàn bộ cái tuyến giáp của bệnh nhân to và mất cấu trúc và giảm âm lan tỏa, toàn bộ tổn thương lan tỏa tuyến giáp. Thì cái này các bạn cần phải cho siêu âm Doppler màu và xem là có tăng tưới máu hay không. Nếu như mà kèm theo tăng tưới máu nữa thì là có nghĩa là một cái bệnh tổn thương mang tính chất lan tỏa của toàn bộ tuyến giáp hơn là các cái tổn thương khu trú dạng nhân. Vâng, cảm ơn thầy. Bệnh viện Tân Uyên có thể làm cái siêu âm màu ngay bây giờ được không ạ? Chuyển trực tiếp về đây không ạ?
Có ạ. Vâng, dạ, xin mời thầy ạ. Vâng, như vậy là có một cái tăng từ máu lan tỏa rất rõ của toàn bộ cái tuyến giáp. Vậy xin ý kiến cô Nga. Cái hình ảnh này thì trong bệnh lý tuyến giáp tự miễn, bệnh lý tuyến giáp tự miễn, cường giáp hoặc là suy giáp thì đều có thể có hình ảnh của tuyến giáp rất là giảm âm và tăng tới máu. Em cho cái phần mà nhân các em mô tả đi. Tuy nhiên thì các em vẫn cần phải siêu âm tim. Không biết là trên cái hình ảnh này thì có nghĩ là có dịch màng ngoài tim nữa hay không? Đúng như thầy Âu đã nói thì cái bệnh viện Tân Uyên nghe được không ạ? Khả năng chúng ta đang bị mất kết nối với Tân Uyên. Vẫn nghe được đúng không ạ? Xin mời cô Nga tiếp tục ạ. Thế thì nếu mà các bạn mà không làm được hormone tuyến giáp thì có lẽ vẫn phải chuyển thôi. Vẫn phải chuyển để xem là nếu mà cường giáp hoặc là suy giáp thì mình sẽ điều trị theo căn nguyên thì cái suy tim nó cũng đỡ. Tuy nhiên nếu mà cường giáp thì để mà lâu này để mà suy tim mà gây ra cái tổn thương gan, bởi vì tiểu cầu cũng giảm, thầy Âu nói rất là đúng đấy, tiểu cầu cũng giảm và như vậy là gan, bệnh gan tim và nó cũng đã bắt đầu tiến triển có thể là cái xơ gan nữa rồi. Thế thì cái nếu như mà là cường giáp mà gây ra cái suy tim lâu như thế này mà không điều trị cường giáp thì tôi nghĩ là cái khả năng nó khó hơn. Còn nếu mà là suy giáp, là bệnh lý tuyến giáp tự miễn ấy, thì có thể có dịch màng ngoài tim thì cũng làm cho cái bóng tim nó rất là to như vậy. Thì không biết là về mặt chẩn đoán hình ảnh các em có ở đấy, các bạn có siêu âm được tim không? Nhân tuyến giáp ở đây thì không thấy rõ, chỉ có cái nang nhỏ thôi đúng không nhỉ? Vâng, đúng. Có cái nang nhỏ thôi thì cái nang này không quan trọng đâu, chủ yếu là cái bệnh lý tuyến giáp tự miễn thôi. Thì cái phần mà siêu âm tim cũng rất là quan trọng để xem là các cái có dịch màng ngoài tim hay không. Nếu dịch màng ngoài tim mà có nữa thì phải cẩn thận là cũng có thể là dịch màng là suy giáp. Tuy nhiên thì suy giáp thì gây ra cái gan tim này thì nó hơi ít. Một phần nữa các bạn cũng phải chú ý thêm nữa là ngoài cái việc mà suy tim thì nếu bệnh lý tuyến giáp tự miễn thì cũng có thể kèm với cả bệnh lý của gan mật tự miễn nữa. Tuy nhiên ở đây thì tôi nghĩ thiên nhiều về hơn là bệnh lý của gan tim nhiều hơn. Thế thì các bạn phải siêu âm tim nữa. Thế và nếu không làm được hormone tuyến giáp thì rất là khó để mà mình thông thường. Trong trường hợp cường giáp thì sẽ gây ra suy tim ở người lớn tuổi này thì cái việc xảy ra suy tim là rất nhanh chóng. Và cái dung nhĩ này nó cũng rất hay xảy ra ở bệnh nhân lớn tuổi mà có cường giáp, kể cả cường giáp dưới lâm sàng, nghĩa là cường giáp rất nhẹ thôi. ST4, ST3 có thể bình thường mà T-sát thấp thôi là đã có thể gây ra cái dung nhĩ và thậm chí là gây ra suy tim cấp luôn cho bệnh nhân ở cái người mà 70 tuổi này. Thế thì tuy nhiên thì cái đấy nó xảy ra thường là cấp tính. Còn lại thì để mà lâu dài như này mà dẫn tới gan tim này mà không điều trị cường giáp thì tôi nghĩ là cái khả năng đấy nó ít hơn. Chính vì vậy mà cái phần siêu âm tim cũng rất là quan trọng. Và nếu như các bạn không làm được thì bắt buộc là ngoài cái việc điều trị suy tim trước mắt cho bệnh nhân thì các bạn cũng vẫn phải hoặc là gửi máu lên tuyến trên để làm xét nghiệm cũng được. Ở đây thì chúng tôi cũng có thể những cái xét nghiệm nào mà bệnh viện không làm được thì chúng tôi cũng vẫn có thể gửi đi các bệnh viện khác. Thì bạn có thể gửi máu đi các bệnh viện ở trên tuyến trên nếu các bạn muốn giữ bệnh nhân lại để điều trị và mình có kinh nghiệm. Còn nếu không thì các bạn buộc phải chuyển lên tuyến trên để làm xét nghiệm thêm. Còn cái nhân tuyến giáp thì không quan trọng đâu. Cái này hình ảnh tuyến giáp tự miễn là rất là rõ rồi. Chỉ biết là cường giáp hay suy giáp để mình có cái điều trị thích hợp cho bệnh nhân nữa thôi. Cộng với cả suy tim chỗ cô Lý nữa. Vâng, cảm ơn cô Nga. Như vậy bệnh viện Tân Uyên chúng ta là chưa làm được siêu âm tim đúng không ạ? Vâng, hiện tại chưa làm được. Vâng, như vậy khả năng cao là chúng ta sẽ phải chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tại vì nếu mà chúng ta làm được cái siêu âm tim ấy, thì có thể như ý kiến của Phó Giáo sư Nga là chúng ta để bệnh nhân điều trị tiếp ở đây và chúng ta chỉ cần chuyển cái máu đi thôi để làm cái xét nghiệm cho bệnh nhân thì đỡ vất vả cho bệnh nhân. Từ Tân Uyên mà ra bệnh viện tỉnh là bao nhiêu cây số ạ? 7 km. À vâng, như vậy là cũng không đến nỗi nào. Vâng, xin mời cô Lý còn vâng, em xin phép có ý kiến. Tức là ngay cả nếu khi mà các anh chị ở đó mình chưa làm được siêu âm tim, thế nhưng mà mình có đầu dò siêu âm thì mình vẫn có thể đánh giá được là cái khoang màng ngoài tim nó có dịch hay không. Cũng giống như là mình quét qua cái gan thôi ạ. Bởi vì cái bóng tim rất là to như cô Nga nói.
Với cái huyết áp 150/80 thì khả năng là cũng thấp thôi, nếu mà có dịch nó không phải là nhiều được gây ép tim. Thế nhưng mà mình cũng phải loại trừ vấn đề đó trước khi mà mình có ý định chuyển bệnh nhân. Vì thứ hai nữa là mình cũng quan sát sơ bộ các buồng tim, cái tương quan xem là cái mức độ co bóp nó giảm thế nào, thì mình có thể ước lượng bằng mắt là EF nó khoảng 20% hay 30%. Đấy, tức là ngoài cái việc đo đạc chính xác, người ta còn có cái ước lượng bằng mắt nữa, và xem là liệu có cái huyết khối nào trong buồng tim hay không, hay là với một cái tim nhĩ trái ta thấy liệu nó có một cái bệnh lý van tim do thấp hay không. Mình cũng chưa biết được có hẹp hay là khít mà nhĩ trái giãn khổng lồ hay không mà mình dùng cortisone cho bệnh nhân. Đấy, bởi vì là cái bệnh lý van tim do thấp thì ở một cái người 70 tuổi ở cái thời điểm đó vẫn hoàn toàn có thể có. Đấy, thì mình đặt một cái đầu dò bụng và mình cũng nhìn sơ bộ xem là thế nào. Và trong trường hợp đó thì với cái dung nhĩ nhanh thì mình nên ưu tiên là kiểm soát bằng dioxin khi mà mình đã bù kali đầy đủ, kali của nhân này đang thấp, chứ mình chưa nên dùng cortisone, bởi vì là mình chưa kiểm soát được cái vấn đề là có huyết khối buồng tim hay không, mà lúc mình chuyển nhịp nó có nguy cơ xảy ra những cái biến cố về tắc mạch. Đấy, thì mình sẽ kiểm soát tần số thấp bằng dioxin và sẽ bù kali để bệnh nhân không có tình trạng tăng hoặc là giảm kali quá, nó ảnh hưởng đến nhịp tim khi mình dùng dioxin. Và lợi tiểu thì mình có thể dùng Vinzip như các anh chị đang dùng, và mình loại trừ cái dịch màng tim trước, siêu soi sơ bộ xem là có cái hẹp, cái van nó vôi dày kiểu vậy, hay là cho van tim nó thấp hay không, và cái chức năng co bóp của tim nó như thế nào. Và các anh chị có thể chuyển bệnh nhân xuống tỉnh để họ có một cái bảng siêu tim, thì sau đó mình mới có một cái chẩn đoán xác định là nguyên nhân suy tim bệnh nhân là gì, thì sau đó mình mới có cái hướng điều trị được. Còn bây giờ thì mình mới giải pháp tình thế trước mắt thôi ạ. Em xin hết. Đây, các anh chị đang để dưới mũi đấy ạ. Đúng rồi ạ. Không có dịch. Thì không có dịch màng tim, nên các anh chị có thể bộc lộ rõ thêm cái van tim một chút. Vâng, cô Lý hướng dẫn để làm cái siêu âm tim luôn và cô cho ý kiến luôn. Vâng. Đây là anh chị đang dùng đầu dò bụng ạ. Đúng rồi, đầu dò bụng. Đầu dò bụng. Đầu dò bụng, nhưng mà quạt ngược lên dưới mũi ức là xem được. Vâng, thì anh chị hất nó lên phía mũi ức. Vâng. Có định rất ít. Toàn bộ tim to. Vâng, xin mời cô Lý bắt đầu ạ. Em thấy nếu mà sơ bộ như này thì có vẻ như cái van tim nó cũng không phải là van do thấp, bởi vì nó cũng không phải là vôi dày. Và cái co bóp thì nó cũng không phải đến quá tệ. Và thất phải, thất trái thì có vẻ như hai cái thất phải nó cũng giãn. Thất phải nó to gần bằng thất trái. Bình thường thì thất phải nó chỉ dưới 2/3 so với thất trái thôi, bây giờ thất phải nó to bằng, thậm chí còn to hơn thất trái. Đấy, cái trường hợp này có khi cái điện tâm đồ dung nhĩ, khi mình còn phải loại trừ cả thông liên nhĩ có bệnh nhân này không nữa. Tăng áp lực động mạch phổi. Anh có thể bật màu cho xem cái màu qua hở van hai lá, van ba lá không ạ? Mình để cửa sổ màu. Vâng, em nghĩ với tình trạng như này thì mình có thể sử dụng dioxin cho bệnh nhân. Đấy, và sau đó thì mình chuyển viện để mình khảo sát một cái chi tiết về cái siêu âm tim và đồng thời về cái tuyến giáp. Thất phải cũng giãn to. Được chưa? Vâng ạ. Như vậy là chúng ta sẽ thống nhất như vậy. Vâng. Chúng ta thống nhất cái hướng là bắt buộc chúng ta vẫn phải làm một cái siêu âm tim, đúng không? Cô Lý nhỉ? Vẫn bắt buộc phải làm một cái siêu âm tim, và như vậy là với cái tình trạng này, với sự thay đổi theo cái hướng điều trị thuốc tạm thời của các thầy cô đã đưa ra thì xin đề nghị Bệnh viện Tân Uyên chúng ta thực hiện và sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh, đúng không ạ? Vâng. Các thầy cô ở Bệnh viện Tân Uyên còn có câu hỏi không ạ? Vâng, cảm ơn các thầy cô. Vâng. Cảm ơn các thầy. Tiếp theo xin được kết nối với bệnh viện.